tỉnh Cà Mau đã xem cái cơn bão này là đi có cái tâm bão đi thẳng vào Cà Mau và hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Cơn bão số 16 này là so với cơn bão số 5 năm 1997 là hết sức lớn hơn rất là nhiều. Đầu tiên sẽ di dời tài sản, rồi đến là người già, trẻ em là di dời trước, và ưu tiên là di dời những cái tài sản và người già, trẻ em vào những nhà, những người thân. Tổng số di dời cho đến thời điểm này là khoảng trên 2.000 người. Trong buổi sáng nay là tỉnh sẽ di dời hầu hết tất cả các trước mặt tất cả các cái xã ở huyện ven biển ở là phía đông như là Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Nam Khang. Hiện tại thì các xã huyện của Cà Mau đã triển khai loa phát thanh lưu động tuyên truyền các ghe thuyền trên sông lên bờ để tránh bão. Ngành y tế cũng sẵn sàng ứng trực, đảm bảo y bác sĩ, thuốc men, thành lập tổ y tế cơ động để sẵn sàng đến các nơi có người cần ứng cứu. Các nhà mạng, ngành điện được chỉ đạo kiểm tra hệ thống hạ tầng, đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo nguồn điện. Lực lượng cứu hộ trọng điểm tại cửa biển Sông Đốc, cảng Nam Căn phải túc trực 24/24 để sẵn sàng cứu người khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khẳng định, Cà Mau vẫn còn nhớ rất rõ những thiệt hại của cơn bão số 5 Linda năm 1997 và mới đây nhất là cơn bão số 12 ở miền Trung. Vì thế, công việc quan trọng nhất là tuyên truyền đến người dân, không để người dân chủ quan trước cơn bão Tembi lần này.